Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vinh danh Chúa. Khi ấy hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường, và hai ông nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: Bình an cho các con. Này thời đây đừng sợ. Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân thầy, chính thầy đây. Hãy sờ mà xem, ma đâu có xương thịt như các con thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân cho họ xem, thấy họ còn chưa tin và vì vui mừng mà bỡ ngỡ. Chúa hỏi: Ở đây các con có gì ăn không? Họ dâng cho người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn người phán: Đúng như lời thầy đã nói với các con khi thầy còn ở với các con là: Cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về thầy trong luật Môi-se, trong sách tiên tri và thánh vịnh. Rồi người mở trí cho các ông am hiểu kinh thánh. Người lại nói: Có lời chép rằng Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Jerusalem. Còn các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, khi Chúa Nhật tuần vừa rồi là Chúa Nhật thứ hai của mùa Phục Sinh, chúng ta nghe hai lần Chúa Giêsu hiện ra với các thánh tông đồ. Lần trước không có thánh Tôma ở nhà, Chúa cũng cho các tông đồ xem tay và cạnh sườn của Chúa. Rồi lần sau thì Chúa cho thánh Tôma lúc bấy giờ đang có ở nhà, cho chẳng những cho xem mà còn bảo thánh Tôma: Hãy thọc vào lỗ đinh thầy, hãy xó vào cạnh sườn thầy. Hôm nay tin mừng của thánh Luca cũng vậy. Cũng chính trên thân xác của đấng phục sinh mà Chúa cho xem tay chân để các tông đồ tin. Khi hiện ra với các tông đồ, thánh Luca ghi nhận Chúa bảo: Bình an cho các con. Này thầy đây đừng sợ. Nhưng các ông bối rối. Chúa Giêsu bảo: Sao các con bối rối và lòng các con nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân thầy, chính thầy đây. Hãy sờ mà xem. Anh chị em có suy nghĩ gì về những lời Chúa Giêsu dạy các tông đồ xem tay chân, xỏ vào lỗ đinh, thọc vào cạnh sườn? Anh chị em có suy nghĩ gì? Riêng tôi thấy rõ ràng thân xác của Chúa Giêsu là thân xác vinh hiển, và đó chỉ là một thân xác từ đầu đến cuối như nhau. Khi Chúa Giêsu còn sống trên dương thế, chính thân xác ấy, thân xác bị đóng đinh, thân xác bị lưỡi đồng đâm thâu, thân xác bị đòn vọt, bị giết chết, nay cũng chính thân xác ấy bước vào vinh quang phục sinh, vẫn còn nguyên dấu đinh, dấu lưỡi đồng, vẫn còn nguyên những vết tích của khổ đau của thánh giá. Chỉ là một thân xác, nhưng khác một chút là thân xác trước khi phục sinh, một thân xác chưa được biến đổi.
hôm nay phục sinh rồi, chính là thân xác ấy được biến đổi trở nên sáng láng và không còn lệ thuộc không gian hay thời gian. Bằng chứng là nhà của các môn đệ đang họp đóng kín vì sợ người Do Thái. Thân xác của Chúa phục sinh đứng giữa các ông, mặc dù cửa đóng kín. Nghĩa là cũng thân xác ấy nhưng đã được vinh hiển và biến đổi. Từ đó tôi mới rút ra một bài học này để tất cả anh chị em cùng nhớ, ghi khắc và sống. Đó là thân xác quý giá vô cùng. Đức tin của chúng ta cho biết nếu Chúa Kitô phục sinh nơi thân xác thì thân xác này của mỗi người chúng ta cũng sẽ phục sinh với Chúa Kitô. Nếu Chúa Kitô mang lấy thân xác của người để thân xác ấy vinh hiển thì khi chúng ta được phục sinh với Chúa, thân xác của chúng ta mặc lấy sự phục sinh của Chúa cũng sẽ vinh hiển. Và thân xác của Chúa Giêsu từ nay trở về trời, ngự bên hữu Thiên Chúa và trở thành đấng quyền lực cai trị trong tình yêu cả vũ trụ này, thì mỗi người chúng ta cũng sẽ với thân xác của mình, chứ không chỉ với linh hồn đâu nhé, nhưng mà với thân xác của mình cũng sẽ về trời, cũng sẽ ngự bên hữu Thiên Chúa, cũng sẽ được hưởng vinh quang cùng với Chúa Kitô nơi Thiên Chúa, trong nhà của Thiên Chúa chúng ta. Chúng ta gọi là thiên đàng, gọi là sự sống đời sau. Vì thế cho nên trong Kinh Tin Kính, anh chị em nhớ lại mà xem, với xác tín của mình anh chị em nói rất rõ cho nhau nghe, từ trên miệng mình tuyên bố ra rằng: tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống. Vậy câu hỏi đặt ra cho ta là: vì thân xác của chúng ta vinh quang cùng với Chúa của mình, vì thân xác của chúng ta giống như chính thân xác của Chúa Kitô theo người để được phục sinh, vì thân xác của chúng ta, nói một cách ngắn gọn, nói một cách dễ hiểu, thành thánh, ta có được quyền làm tất cả mọi sự trên thân xác này không? Câu hỏi đặt ra cho mình là như thế. Ta có được quyền làm tất cả mọi sự nơi thân xác mình không? Mình có được quyền làm cái gì muốn làm theo kiểu của mình thì làm nơi thân xác mình không? Anh chị em thân mến, Chúa Kitô phục sinh dạy chúng ta bài học phải quý chuộng, và phải không chỉ quý chuộng như tình cảm của một con người mà thôi, mà là thánh hóa thân xác. Vì Chúa đã phục sinh cho nên ta phải thánh hóa thân xác của mình từng ngày. Không phải tội hóa thân xác đâu nhá, mà là thánh hóa thân xác. Có hai thái cực mà ngày xưa, khoảng thế kỷ thứ 16, có một quan niệm chia rẽ giữa hồn và xác. Thì lúc bấy giờ người ta cho rằng cái linh hồn này nó thanh sạch lắm, nó tinh thần lắm, cho nên nó giam hãm trong thân xác, nó bị giam hãm trong thân xác, và thành ra là phải diệt xác, nghĩa là phải khổ chế, phải hết sức đánh tội để làm sao cho thân xác càng ngày càng khổ bao nhiêu, khổ luyện bao nhiêu, linh hồn càng thoát ra khỏi thân xác bấy nhiêu. Hội Thánh cho rằng đó là một thứ quan niệm nhị nguyên sai, bởi hồn chúng ta được ơn cứu độ thì xác cũng được ơn cứu độ. Hồn và xác kết hợp thành một con người, không có chuyện nhị nguyên phân rẽ hồn với xác. Cho nên chúng ta
bước vào một thái cực mới, thái cực thứ hai của thời đại hôm nay, là bởi người ta tôn vinh thân xác quá đỗi. Lại cũng sai, như là tôn thờ thân xác vậy. Chỉnh sửa, và cho đến mức là từ giới tính này chỉnh sửa làm sao để trở thành giới tính khác. Đang thằng đàn ông tự nhiên đi chỉnh thành ra con mẹ đàn bà. Chúng ta thấy một sự lạm dụng với việc tôn thờ thân xác đến mức không chấp nhận được, và luân lý của Hội Thánh không cho phép. Ngày hôm nay người ta tôn thờ thân xác cho đến nỗi người ta có xu hướng khoe thân xác. Tôi có một ông thầy dạy toán, thầy gọi là thầy Nguyễn Thành Phi. Bây giờ thầy cũng lớn tuổi lắm rồi. Cái ngày mà thầy dạy học cho chúng tôi, thầy vẫn nói câu này. Thầy nói mấy em nữ nhiều hơn, nhưng mà tôi thấy ngày hôm nay không chỉ nữ mà nam cũng giống nhau hết. Nam nữ hình như giờ nó coi như không còn gì để nó che chắn, để che đậy. Có xu hướng muốn cởi ra tất á. Thành ra thầy bảo là bây giờ nó mặc áo càng ngày nó càng đi xuống, quần nó càng ngày nó càng đi lên. Vài năm nữa chắc nó đi học chứ còn sợi dây nịt ở giữa. Một thứ khoe thân xác và làm cho thân xác của mình như là một sự lạm dụng. Không, chúng ta nhớ nha, mình là người Công giáo. Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta không bao giờ chấp nhận như vậy. Nhưng người đã dùng thân xác của người để làm nên sự sống cho ta bằng cái chết của Chúa. Chúa đã đi đến sự hủy diệt chính thân xác, hy sinh chính thân xác của mình để cho ta được sống. Và khi còn ở nơi dương thế, trong những năm tháng rao giảng tin mừng, môi miệng Chúa, lưỡi của Chúa là để rao giảng mang lại lời cứu độ cho thế giới. Bàn tay của Chúa là để chăm sóc và lo lắng cho con người, nhất là làm những điều cần thiết cho người được sống lại, cho kẻ được nghe, cho kẻ được mù thấy được, cho kẻ què đi được, vân vân. Đôi chân của Chúa đi hết dặm trường này đến dặm trường khác, đôi chân đó hiến cho chúng ta để hết chỗ này đến chỗ kia. Nơi đâu có mặt của Chúa, đôi chân bước đi đến đó sẽ mang lại sự cứu độ. Và cả con người Chúa Giêsu, khi Chúa chịu chết, từ đầu đội mão gai cho đến bàn chân bị đóng đinh, là để hiến cho chúng ta. Trái tim của Chúa, dòng máu của Chúa, nơi thân xác ấy đã bị đâm, đã bị rót ra sạch để tẩy rửa linh hồn ta. Cho nên đến hôm nay, thân xác ấy đã phục sinh, thì cũng chính thân xác đó mang lại cho ta sự phục sinh. Chúa Kitô đã không làm gì khác, nhưng đã biến thân xác mình thành sự sống của loài người. Do đó ta không được quyền làm gì mà thân xác của chúng ta đi ngược lại với giới răn của Chúa. Nói gần hơn, hồi nãy tôi nói xa xôi là khoe thân xác thế này thế kia, nhưng nói gần hơn, tôi lấy thí dụ. Anh chị em biết là các thừa tác viên trao mình Thánh Chúa cho mình là mấy ông đàn ông không à? Tôi cũng là ông cha. Xin anh chị em khi đến nhà thờ mặc quần áo cho nó tươm tất, cho nó kín đáo. Anh chị em hiểu làm sao tôi đứng trên này tôi trao mình Thánh Chúa, mà cái, xin lỗi nha, nó thế này, tôi đứng ở phía trên tôi trao mà, và các thừa tác viên của chúng ta cũng đứng ở phía trên trao mà. Đâu phải là chỗ để khoe xác. Hơn nữa,
Mỗi một lần chúng ta làm gì thì cũng nhớ thánh hóa thân xác này. Để nếu tôi là người độc thân, tôi biết giữ khiết tình của bậc độc thân. Nhất là các bạn trẻ trong thời gian yêu nhau, gìn giữ sự trinh tiết của mình, dẫu là nam hay là nữ. Bảo toàn sự trinh tiết ấy là để chúng ta dâng hiến cho nhau một sự vẹn toàn nhất đẹp lòng Thiên Chúa dâng cho nhau. Vợ chồng sống với nhau trong đời sự chung thủy ấy, nó mang lại một nét đẹp vô cùng lý tưởng cho vợ chồng, để không bao giờ có bất cứ một suy nghĩ hay một hành động đi ra ngoài đời sống hôn nhân. Nhất là ngày hôm nay, khi mà người ta chủ trương khoe xác như thế, thì có biết bao nhiêu những thứ lạm dụng, từ điện ảnh cho tới kịch nghệ vân vân, điệu những vũ điệu, những điệu múa, nó làm cho con người ta càng ngày càng mất dần ý thức cần che đậy. Và biết bao nhiêu người tò mò để đi vào những cái nơi, những cái chốn, hay là xem những cái điều không được phép ấy. Hơn thế nữa, chúng ta là người mặc lấy sự phục sinh của Chúa Kitô nơi thân xác của mình, quý trọng thân xác, còn là không hành hạ thân xác của nhau, cũng như không hành hạ thân xác của mình. Không phải cứ đem nhau ra đánh nhau, đập nhau, lăng mạ nhau trên thân xác là được, không được phép đâu. Chẳng hạn như vợ chồng nhịn nhau, nếu cần bàn với nhau, nói chuyện với nhau cho nó ra lẽ, không phải đánh nhau, không được phép. Bất cứ chúng ta xúc phạm trên thân xác của ai là chúng ta xúc phạm đến chính hình ảnh của Chúa nơi thân xác con người đó. Không phải chỉ trong chuyện chăn gối, không phải chỉ trong chuyện tính dục, mà còn cả tương quan sống bên cạnh nhau, không được xúc phạm. Chuyện chúng ta hướng dẫn dạy dỗ con cái, nhưng cũng không vì thế mà chúng ta lạm dụng đến mức mà con cái của mình thành ra nạn nhân của mình. Không được phép bao giờ. Nói chung, hôm nay nhân dịp mùa phục sinh, và một lần nữa bài tin mừng cho thấy Chúa Giêsu hiện ra với một thân xác vinh hiển, đòi mỗi người chúng ta phải thánh hóa thân xác mình và giúp nhau góp phần thánh hóa thân xác của nhau. Trong ý thức của một bài giảng, tôi không nói hết được, bởi như thế rất dài, gợi một số điều như thế để chúng ta khi đọc kinh Tin Kính, mình xác định lại một lần nữa rằng thân xác này cũng sẽ mặc lấy sự phục sinh của Chúa Kitô, mình dám tuyên xưng mạnh mẽ trên môi miệng, mà tôi nghĩ không chỉ trên môi miệng mà từ tâm hồn chúng ta tuyên xưng ra trong đức tin của mình. Tôi tin xác sống lại, tôi tin hằng sống. Xin cho chúng ta hiểu được điều đó, để hôm nay nhìn lên thân xác của đấng phục sinh vinh hiển của mình, đấng chí thánh của mình, người đang lôi chúng ta đi về phía người, để chúng ta cũng trở thành thánh. Và thân xác của mỗi người bước theo Chúa Kitô cũng sẽ là những thân xác thánh. Chúng ta được thánh hóa, không phải linh hồn mà thôi, mà cả linh hồn lẫn thể xác, để chúng ta trở về cùng Chúa của mình trong ngôi nhà vĩnh viễn có Thiên Chúa hạnh phúc của chúng ta. Anh chị em đứng